Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thì giờ riêng tư ở với Chúa, và tôi nghĩ đến từng hoàn cảnh của anh chị em, tôi nghĩ đến từng tình trạng của anh chị em trong hội thánh, từng người một, và tôi thực sự cảm thấy mình bất lực. Tôi muốn giúp anh chị em mà tôi không biết mình phải giúp như thế nào. Có những người trải lòng ra với tôi và cho tôi biết những nan đề họ đang đối diện, thậm chí những điều rất là bí mật, rất là tế nhị, họ cũng sẵn sàng trải lòng ra để cho tôi biết và họ nhờ tôi giúp đỡ. Dĩ nhiên tôi luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng cũng có những anh chị em tôi rất muốn lắng nghe họ, tôi rất muốn giúp đỡ họ, nhưng vì một lý do nào đó họ không sẵn sàng trải lòng ra với tôi. Và tôi suy nghĩ đến từng người một, tôi khóc với Chúa và tôi nói là Chúa, con muốn giúp anh chị em con, nhưng con không biết mình phải giúp bằng cách nào. Con biết người này đang nguội lạnh, người kia đang yếu đuối, và thậm chí người khác đang phạm tội. Con ước gì họ có thể trải lòng ra, họ đến và họ sẵn sàng cùng với con cầu nguyện, cùng với con thảo luận và cùng tháo gỡ những điều này. Con mong muốn nhìn thấy anh chị em của chúng con thật sự được tự do. Con mong muốn nhìn thấy họ trở nên những con người mạnh mẽ. Con muốn nhìn thấy họ trở nên những con người thật sự yêu mến Chúa, kính sợ Chúa. Họ thật sự khao khát Chúa và họ thể hiện cái điều đó qua cái cách họ đứng ngợi khen thờ tụng Chúa, qua cái cách họ ngồi họ nghe giảng. Có những lúc tôi xem lại video và tôi không biết mình nên khóc hay nên cười. Những lúc mà cái máy nó liên xuống bên dưới, máy lên đây thì công việc có vấn đề gì thì chúng tôi luôn sẵn sàng. Nhưng có những lúc máy đi xuống dưới, tôi xem lại video và thật sự là không biết mình nên khóc hay nên cười. Tôi biết mỗi một anh chị em trong hội thánh của chúng ta có những cái nan đề riêng, và cũng giống như ai đó thường hay nói rằng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Tôi hoàn toàn cảm thông với anh chị em, bởi vì đâu phải chỉ một mình anh chị em gặp nan đề. Tôi cũng gặp nan đề và thậm chí có rất là nhiều điều khó khăn. Nhưng tôi ước gì anh chị em hiểu được điều này. Chúa luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, luôn luôn sẵn sàng thấu hiểu và luôn luôn sẵn sàng ra tay hành động để cứu vớt cuộc đời chúng ta. Ngài luôn có những công thức của Ngài, Ngài luôn có những bí quyết của Ngài. Ngài muốn truyền đạt cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta tin cậy Ngài, tin cậy lời của Ngài, và Ngài muốn chúng ta sẵn sàng mở miệng ra để công bố lời của Ngài và thực thi lời của Ngài, để những nan đề của chúng ta lần lượt được giải quyết và chúng ta thật sự là những con người tự do, những con người bước đi và ngẩng cao đầu. Chúng ta không mãi vật lộn với nan đề của mình nữa, nhưng chúng ta sẽ là những con người được Chúa sử dụng để vật lộn cho những nan đề của những người khác, để thấy những người khác được tự do và cùng với chúng ta hết lòng thờ phượng Chúa. Có những lúc tôi có một cảm nhận rất thật, tôi nói với anh chị em và tôi mong anh chị em hiểu. Có những lúc tôi cảm nhận sự nguội lạnh rất là lớn, sự nguội lạnh rất là lớn từ ai đó, và nó giống như cái gì đó đang ngăn trở. Có đôi khi tôi muốn nhờ ơn Chúa để lan tỏa sức nóng, nhưng mà khi đụng đến con người đó nó bật ngược trở lại, và thật sự tôi rất ghét cái cảm giác đó. Khi chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi công bố sự chữa lành cho những con người khác nhau, chúng tôi cảm nhận được điều này. Có những con người mà khi chúng tôi đặt tay lên họ, chúng tôi cảm nhận quyền năng của Chúa rót vào và họ có thể được chữa lành ngay lập tức. Có những con người chỉ cầu nguyện qua điện thoại của internet, nhưng mà tôi cảm nhận Thánh Linh đang hành động và tôi cảm nhận rằng họ đang được chữa lành và họ nhất định sẽ được chữa lành hoàn toàn. Nhưng cũng có những con người mà khi chúng tôi đặt tay trên họ lạnh như băng, chúng tôi không cảm nhận được một cái điều gì tốt lành cả. Chúng tôi cảm nhận có cái gì đó đang phản kháng, nó bật ngược trở lại, và thật sự tôi ghét cái cảm giác đó. Tôi ghét cái cảm giác đó, chứ tôi không ghét anh chị em. Tôi ghét Satan, tôi thương anh chị em. Tôi không biết Chúa là công lực bất tập tập, con không làm được. Khi tôi hát cái bài đó là những gì tôi làm, những lúc cảm thấy bất lực, tôi biết mình có nói thêm cũng không còn từng cái gì.
mình cần phải đến với Chúa và ở nơi lời chân của Chúa tôi trình dâng lên. Tôi trình dâng lên những cái gì khó khăn mình đang đối diện, cũng như trình dâng lên từng anh chị em một. Có những cái tôi không biết, có những cái hoàn cảnh ngay để của anh chị em tôi không hiểu hết được cái vấn đề, bởi vì anh chị em không mở lòng ra với tôi. Nhưng cũng có những người đã cho biết vấn đề, nhưng mà cái nan đề ở chỗ là khi chúng tôi hướng dẫn thì họ đã không sẵn sàng làm để hướng dẫn. Và vì họ không sẵn sàng làm để hướng dẫn đó, cho nên không thể xử lý một cách hiệu quả, và đến một lúc nào đó họ bị lừa dối, và họ thậm chí nghi ngờ Chúa, nghi ngờ quyền năng của Chúa, và họ nghi ngờ sức mạnh mà Chúa có thể thể hiện thông qua hội thánh. Và tôi thật sự rất là buồn vì đó. Buổi sáng hôm nay tôi chia sẻ với anh chị em một đề tài, cùng nhau hoàn thành cuộc đua. Có một cuộc đua rất là đặc biệt. Cuộc đua này không phải là người khác cố tìm mọi cách để vượt lên những người xung quanh để mình có thể trở thành người đoạt giải cao. Nhưng tôi tin rằng cuộc đua này là một cuộc đua mà mọi người cần phải nâng đỡ, khích lệ nhau để tất cả về đích. Tất cả về đích đúng với lòng mong ước của Đấng đã bày ra cuộc đua đó trước mặt chúng ta. Đó là cuộc đua trên linh trình của chúng ta. Đó là cuộc đua trong con đường đức tin của chúng ta. Và Chúa không muốn cái người này chạy vượt lên người khác, bỏ lại người khác sau lưng, hoặc là tìm cách chơi xấu để người khác té, để mình chạy trước, để mình đoạt giải nhất hay giải đặc biệt cái gì đó. Nhưng Chúa muốn tất cả những người tham gia cuộc đua này sẽ hỗ trợ nhau, sẽ khích lệ nhau, sẽ nâng đỡ nhau, sẽ nhắc nhở nhau, sẽ dìu nhau, để rồi tất cả cùng về đích. Tất cả cùng về đích, và tất cả được bước vào trong niềm vui của Chúa. Tất cả đều được ban thưởng. Anh chị em có muốn cùng với tôi chạy đua cái cuộc đua này không? Tôi mong là anh chị em thật sự muốn. Hãy mở cái thánh ra ở trong thư Hebrew chương 12. Chúng ta sẽ cùng đọc từ câu 1 cho đến câu 3. Anh chị em theo dõi bằng mắt, tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe. Đây là một phần kinh thánh quen thuộc với chúng ta. Chúng ta đã đọc nhiều lần lắm rồi, và chúng ta cũng nghe nhiều tôi tới Chúa giảng dựa trên phần kinh thánh này rồi. Hôm nay một lần nữa tôi dùng phần kinh thánh này để công bố những gì mà tôi tin rằng Chúa muốn tôi công bố. Và tôi cầu nguyện rằng Thánh Linh sẽ vận hành một cách thật là mạnh mẽ và chạm đến từng người nghe, và khiến cho anh chị em thật sự thay đổi từ bên trong, khiến cho anh chị em có một khát vọng để tiến về phía trước và không chấp nhận thối lui, và không chấp nhận dẫm chân tại chỗ, không chấp nhận để cho Satan, cho ma quỷ nó cản trở cuộc đời của mình. Amen. Hoàn thiện. Cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản hay ngã lòng. Cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta, dù chúng ta muốn hay không muốn. Tôi xin thưa với anh chị em rằng tôi và anh chị em đang ở trong một cuộc đua.
nhất định phải đứng lên và chạy. Chúng ta không thể dậm chân tại chỗ, và chúng ta càng không thể chạy ngược lại. Cuộc đua này giúp chúng ta càng ngày càng xa hơn với quá khứ tội lỗi của mình, càng ngày càng xa hơn với bản ngã của mình, càng ngày càng xa hơn với thế giới tối tăm, với thế giới của ma quỷ, và càng ngày càng gần hơn với Chúa, càng ngày càng gần hơn với những điều cao đẹp ở trong phương quốc của Ngài, và làm cho giá trị con người của chúng ta được gia tăng lên. Cho nên đừng dừng lại, và cũng đừng bao giờ dại dột mà chạy ngược trở lại. Khi tôi nói đến đây, tôi nhớ đến hình ảnh một cái con heo. Kinh Thánh cũng đã từng nói có những người giống như một con heo đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng mà nó lại quay ngược trở lại với cái bụng bùn, cái chỗ dơ giấy bẩn thỉu đó, và nó lại trở thành một con heo dơ giấy bẩn thỉu. Tôi mong rằng tôi và anh chị em không giống như con heo đâu. Một khi chúng ta đã thoát khỏi cái bụng bùn đó rồi, thì chúng ta phải lòng dạ lòng là không bao giờ tôi quay trở lại cái bụng bùn đó. Amen của anh chị. Một khi chúng ta đã thoát khỏi cái sai lầm nào rồi, thì hãy lòng dặn lòng là tôi không bao giờ cho phép mình sai lầm một lần nữa. Amen không chứ? Không dậm chân tại chỗ, không thối lui, không quay ngược trở lại con đường tội lỗi, con đường xấu xa, con đường của những điều tóc tối ngày xưa. Nhưng chúng ta ý thức rằng mình phải đứng lên, chúng mình sẵn sàng, và mình phải chạy, chạy liên tục, chạy càng nhanh càng tốt về hướng của mặt trời. Có nghĩa là về Chúa, về những điều tích cực ở trong Chúa, về ánh sáng. Amen không chị? Bởi vì chúng ta càng chạy, chúng ta sẽ càng tỏa sáng. Chúng ta càng chạy thì cái sức nóng của mặt trời, sức nóng của quyền năng Chúa sẽ đẩy lui những virus của bệnh tật, những virus của tội lỗi, những cái thứ gì đó mà nó ẩn khuất ở trong bóng tối cuộc đời chúng ta đó, nó sẽ bị đẩy lui, nó sẽ bị tiêu diệt. Đó là cách chúng ta kinh nghiệm sự tự do. Chúng ta không thể dừng lại, và chúng ta càng không thể nào quay ngược trở lại con đường xấu xa tội lỗi ngày xưa. Ở đây lời Chúa nói chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Tôi sẽ giải thích với anh chị em dựa theo các bản Kinh Thánh tiếng Anh cho anh chị em hiểu nhiều hơn. Cái cụm từ tội lỗi dễ vấn vương ở đây, tôi thích cái cách dịch ở trong bản ESV. Ở trong bản ESV thì dùng một cái động từ là clean. Cái động từ clean, người ta mô tả một cái con hàu. Anh chị em có ăn con hàu chưa? À, cái con hàu nó hay bám vào đá. Anh chị em đi đến biển hay những cái vùng mà có hàu, anh chị em sẽ thấy những cái dấu tích mà những con hàu nó bám lấy đến nỗi mà khi người ta gỡ nó ra rồi, nó vẫn còn lại cái dấu tích đó. Nó cling, cling to, nó bám chặt. Tội lỗi nó không dễ nó buông chúng ta ra đâu anh chị. Tôi thực tế đủ để nói với anh chị em rằng đừng có quá ngây thơ. Đừng có nghĩ rằng khi chúng ta mở miệng ra cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, hay đến gặp một sư phạm thiên ân để trải qua nhiều tiếng đồng hồ của cái sự giải cứu, thì sau đó chúng ta về chúng ta sẽ đi thênh thang và không có cái thứ gì nó bám theo chúng ta. Không. Tôi nói với anh chị em rằng tội lỗi dưới cái sự điều khiển, dưới cái sự đạo diễn của Satan, của lũ quỷ khốn kiếp, nó sẽ cố gắng hết sức để bám chặt lấy chúng ta như cách mà con hàu bám vào kình đá. Và kể khi chúng ta đã từng rút nó ra, né ra rồi, những dấu tích của nó vẫn còn, và chúng ta cần phải làm cho sạch luôn những dấu tích đó. Anh chị hiểu ý tôi không? Nhiều người trong anh chị em rất chủ quan. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ rồi, mình đã gặp tôi Chúa nào đó rồi, và thực hiện một ca giải cứu rồi, thì cuộc đời chúng ta không có vấn đề gì nữa, và chúng ta cứ đi ngân ngang, chúng ta đi thênh thang, chúng ta mất cảnh giác, và rồi chúng ta bị lừa dối, và rồi chúng ta bị tấn công, chúng ta bị dồn ép, chúng ta bị thiệt hại vì sự hiểu biết không tới nơi tới chỗ của chúng ta. Hôm nay tôi nhắc lại cho anh chị em nhớ cái bản chất của ma quỷ, cái bản chất của tội lỗi, nó không dễ dàng buông tha cuộc đời của chúng ta đâu. Giống như cách của những tay trùm xã hội đen,
họ không dễ dàng buông tha cho người nào có cái băng nhóm đó mà muốn cải tà quy chánh mà muốn hoàn lương đâu, không dễ đâu anh chị ạ. Nói đến đây tôi nhớ đến cái câu chuyện thật 100%. Tôi gặp cái nhân vật này ở tại Texas, Mỹ. Anh này là một người trong một băng đảng khét tiếng ở tại Mỹ, và anh ta đã từng đánh người, đã từng tham gia giết người, đã từng tham gia vào những cái vụ ẩu đả đẫm máu. Anh ta cũng đã từng có cái danh hiệu là cơ đốc nhân, anh ta nhận mình là cơ đốc nhân, nhưng mà anh ta sống không giống một cơ đốc nhân. Đến một ngày kia, Chúa đã sử dụng một người để làm cho anh ta thức tỉnh, và anh ta quyết định là mình phải sống xứng đáng với danh hiệu là cơ đốc nhân. Và khi đó anh ta quyết định là mình phải rời bỏ cái băng nhóm này, và anh ta biết là mình không thể nào bỏ một cách dễ dàng được. Anh ta đến gặp tinh trùng cùng với băng nhóm đó đang họp ở một chỗ, và anh ta nói thật cái quyết định của mình. Anh ta nói rằng tôi vốn là một cơ đốc nhân, nhưng mà mấy năm nay tôi đã sống không xứng đáng với danh hiệu là một cơ đốc nhân. Tôi đã tham gia cùng với mọi người làm những việc phi pháp, đã đánh người, đã giết người, đã tham gia vào những vụ đẫm máu, và tôi thấy mình thật tội lỗi, mình thật có tội trước mặt Chúa, và tôi không muốn làm Chúa buồn nữa. Tôi muốn quay trở về con đường chính đạo của Chúa. Tôi muốn mình thật sự là một cơ đốc nhân. Tôi muốn rời khỏi băng nhóm này. Mà tên trùm đó nói thế này: mày muốn rời khỏi băng nhóm này, được, mày chơi với tao một cặp chơi. Đó là trò quay súng rù lô, lấy tất cả đạn nó chỉ để một viên, chỉ để một viên đạn ở trong đó, quậy, không biết cuối cùng sẽ dừng lại ở cái lỗ nào. Và cái thể thức chơi là như thế này: tao sẽ bóp cò, tao sẽ quay 3 lần và bóp cò 3 lần. Nếu cả 3 lần đó mà không nổ, mày được đi ra khỏi nhau. Còn nếu nó nổ, mày hiểu rồi. Người này chấp nhận, người này rất là hồi hộp, người này thầm cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con muốn quay trở về. Và trò chơi bắt đầu. Anh trùng quay, lần thứ nhất cạch không nổ, lần thứ hai cạch không nổ, lần thứ ba hồi hộp vô cùng quay cạch không nổ. Anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Cái người đó không chỉ là được tự do để trở về với Chúa, mà chính tên trùng và những người trong băng nhóm đó đã mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa của đời sống. Tôi đã gặp trực tiếp người đó. Người đó đã làm chứng trong một đại hội lớn ở tại Mỹ, và tôi được trò chuyện với anh ấy. Và tôi không thể nghĩ rằng đó là một người đã từng ở trong xã hội đen. Anh ấy rất là khiêm nhường, và anh ấy có một tâm linh thờ phượng thật là nhạy bén. Và anh ấy được giao nhiệm vụ là thổi cái kèn đó làm bằng cái sừng con hươu ở bên Israel, nó ngoằn 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 này nè. Và mỗi lần anh ta thổi lên, mình cảm nhận được cái sự vận hành của Chúa Thánh Linh. Và có những lúc anh ta thổi lên một hồi, sau đó anh ta ngã ra trong sự vinh hiển của Chúa, với một sự bình an thanh thản trên gương mặt, và anh ta trở nên cực kỳ hiền lành. Tôi kể câu chuyện đó cho anh chị em để anh chị em thấy rằng ma quỷ và tội lỗi nó không dễ dàng buông tha chúng ta, nó bám chặt lấy chúng ta như những con hào bám vào gừng đặc. Nhưng mà nếu chúng ta có một quyết tâm, quyết tâm gì? Quyết tâm rằng mình nhất định phải bước đi trong con đường công chính của Chúa, và mình sẽ trả mọi giá để làm điều đó. Thì tôi xin thưa với anh chị em rằng Chúa là đấng sẽ giúp đỡ chúng ta. Amen. Chỉ cần đừng chấp nhận số phận, đừng để cho những cái tư tưởng của đời này nó lừa dối chúng ta. Ở đời này nó có những tư tưởng, nó đến từ những cái tôn giáo, chẳng hạn như là nghiệp của tôi là như vậy, cái số của tôi là như vậy. Anh chị có nghe được đó không? Hay là cái duyên gì đó, tất cả những cái đó tự trung là một sự chấp nhận số phận, chấp nhận những điều tiêu cực tệ hại, những điều xấu xa tội lỗi, và không có một khát vọng vươn lên và chẳng có hy vọng gì cả. Đó là điều thật là đáng thương thưa anh chị em, và chúng ta thương cho những con người như vậy, và chúng ta thấy mình có trách nhiệm để rao truyền lời của Chúa, các lẽ thật của Chúa, để cho họ biết rằng họ không cần phải sống cuộc đời đau khổ như vậy, họ không cần phải sống cuộc đời bệnh hoạn, họ không cần phải sống cuộc đời tội lỗi, họ có quyền được cứu rỗi, họ có quyền được giải phóng khỏi mọi quyền lực của ma quỷ, họ có quyền được chữa lành, họ có quyền được thịnh vượng trong công việc kinh doanh tài chính, trong tất cả những cái điều gì tốt đẹp ở trong cuộc đời của họ. Họ
họ có quyền thừa hưởng mọi phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho cuộc đời của họ. Amen. Nếu như ma quỷ nó rất là lì lợm, nó cố nó bám chắc lấy, thì chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một cái ý chí, một đức tin kiên định, một sự mạnh mẽ để chúng ta có thể thắng hơn ma quỷ. Amen. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đừng trở thành những con người cố gắng chạy đua một mình để đoạt giải cao nhất, và thậm chí đạp đầu lên đầu của người khác để có thể đoạt giải. Đó là ngu ngốc. Cái thời gian này người ta đua là người ta luôn tìm cách đạp người khác, thậm chí người ta chích morphine vào, chích những chất kích thích vào để có thể đạt thành quả cao, hoặc là trên đường chạy đua nó chơi xố xô, là dùng tiểu xảo gì đó. Ở trong đá bóng cũng vậy, ở trong cái gì cũng vậy, người ta muốn đạt thành tích, thậm chí cần thiết người ta chơi xấu, người ta phạm lỗi phạm tội. Chúng ta không, thì chúng ta là con của Cha tốt đẹp. Amen. Chúng ta là con của Cha yêu thương. Chúng ta chạy cuộc đua này là cuộc đua của tình yêu thương. Chúng ta đừng có giống như người vô tâm. Chúng ta chạy qua một anh chị em mệt ngoài rồi, chúng ta nói mặc kệ nó, mặc kệ nó, tại nó thế này, tại nó thế kia, cho mặc kệ nó. Mình cứ chạy con đường của mình sướng được rồi, mình khỏe được rồi, mình được thăng tiến được rồi, còn nó ngu mặc kệ nó. Nhiều khi chúng ta nói điều đó, nhưng Chúa không muốn ta suy nghĩ điều đó mà nói điều đó. Kể cả những anh chị em cứng lòng vậy, kể cả những anh chị em mà đã có thái độ không tốt, dù cho chúng ta không thể nói chuyện với họ vì họ cứ từ chúng ta, thì anh chị em ơi, tôi ước ao rằng tôi và anh chị em vẫn mang trong lòng một tình yêu thương và luôn có một lối mở cho. Amen. Bên chiếm mà một ngày nào đó nếu có cơ hội để chúng ta có thể tiến đến và nắm lấy tay họ và kéo họ lên cùng chúng ta hoàn tất cuộc đua, hãy làm điều đó vì Chúa, vì danh vinh hiển của Ngài. Amen. Có một bí quyết được trao cho chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc hoàn thành cuộc đua. Thứ nhất là chúng ta phải thật sự xử lý cái sự đeo bám của tội lỗi của ma quỷ. Như nãy giờ tôi nói, chúng ta không thể nào nhắm là ngơ được. Chúng ta biết rằng có sự đeo bám nào thì chúng ta phải xử lý, để rồi là không còn sự đeo bám đó nữa thì chúng ta mới có thể tự do mà chạy cuộc chạy của chúng ta. Còn nếu mà anh xem suy nghĩ đi, tôi nói ví dụ thôi, giả sử như là cái này nó dính vào tôi mà tôi chạy nó dính vào, làm sao tôi có thể chạy một cách nhanh hoặc là thông dong được? Nó là cái sự kỳ đà cản mũi, nó là chướng ngại vật. Chúng ta phải loại bỏ những cái thứ vấn vương này, những cái thứ mà đang cố đeo bám chúng ta bằng cách nào? Trước hết, ngay trong tâm trí của chúng ta hãy để cho lời Chúa giúp chúng ta thay đổi đi. Chúng ta hãy suy nghĩ theo cách mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta và công bố những gì mà Ngài dạy chúng ta công bố. Nó đang đeo bám chúng ta ư? Cái này ư? Tôi nói ví dụ, thì hãy nhân danh Chúa Jesus Christ mà xử lý cái này. Hãy ra lệnh cho nó phải rời khỏi chúng ta. Và đừng quên rằng sống chết nơi quyền của lưỡi. Nhiều người đã không biết và không tin rằng cái môi miệng của chúng ta, cái lưỡi của chúng ta, nó có một cái sức mạnh. Và chúng ta có trách nhiệm phải sử dụng sức mạnh đó một cách đúng thì cuộc đời chúng ta mới tốt. Nhiều người trong chúng ta đã ngu dại sử dụng sức mạnh đó để tự hủy hoại cuộc đời của mình và hủy hoại cuộc đời của người khác. Chúng ta dùng cái môi miệng của mình để nói tiêu cực về cuộc đời của mình, để rủa xả chính bản thân mình, rồi rủa xả con cái mình, rồi rủa xả chồng, rủa xả vợ, rủa xả ai đó mà chúng ta căm tức. Và cuối cùng thì tất cả những người có liên quan đều thiệt hại hết. Rồi ai đó chồng xin như vậy, anh chị em ơi, đừng để cho môi miệng của chúng ta thốt ra những lời tiêu cực mà nó làm hại chính cuộc đời chúng ta, chính gia đình chúng ta và những người xung quanh chúng ta. Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta biết sử dụng môi miệng của mình, chúng ta biết khai thác sức mạnh từ môi miệng của mình để đem lại những điều tích cực cho chính cuộc đời mình, cho gia đình mình, cho hội thánh, cho cộng đồng. Amen. Quan chị, những cái gì đang đeo bám chúng ta phải biết chứ, đừng nói với tôi là chúng ta không biết. Chúng ta biết, hầu như là chúng ta biết, và đương nhiên có một số điều nó tinh vi quá chúng ta không biết, nhưng mà Chúa sẽ dùng các đôi ớt của Chúa hay là bằng cách nào cách khác Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta, và rồi chúng ta sẽ biết. Và khi đã biết rồi
thì hãy nhân danh Chúa Jesus Christ để xử lý mấy cái thứ đó, trục xuất nó, tẩy chay nó ra khỏi đời sống chúng ta, để những cái thứ mà Kinh Thánh nói là tội lỗi dễ vấn vương đó, hay là những cái tội lỗi đeo bám đó, nó không còn có thể đeo bám, nó không còn có thể vấn vương trong cuộc đời của chúng ta được. Amen. Amen. Hãy để cho tình yêu của Chúa vấn vương cuộc đời chúng ta. Hãy để cho những gì cao trọng trong vương quốc của Đức Chúa Trời vấn vương cuộc đời chúng ta và đeo bám chặt lên cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là những con hầu của tội lỗi của Satan. Amen. Chị. Nó là một bí quyết. Tôi trao cho anh chị em thêm một bí quyết nữa này. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời. Cái chữ nhìn xem ở đây thì ở trong bản Kinh Thánh, nếu tôi nhớ không lầm, là bản NIV thì dùng động từ là fix. Cái động từ fix có nghĩa là cố định. Và khi nói về cái việc nhìn là nhìn một cách cố định, nhìn một cách chăm chú và không có bị những cái xung quanh nó làm chúng ta bị chi phối. Nó là cái ý nghĩa nó ngược lại với cái nhìn của Phi-e-rơ khi mà ông ta đang bước đi ở trên mặt nước. Khi Thánh Sứ rằng khi sóng gió nổi lên thì Phi-e-rơ làm gì? Phi-e-rơ, chúng ta biết là trong cái bối cảnh Phi-e-rơ không còn fix, không còn nhìn cố định, nhìn chăm chú vào Chúa nữa, mà ông ta bắt đầu để cho ánh mắt của mình hướng vào những cái sóng gió, những cái tiếng gầm thét của biển cả, và rồi nỗi lo sợ đạp đến với ông ta và ông ta sụp xuống. Ông ta không còn cái loại quyền năng tuyệt vời mà ông ta sở hữu nữa. Kinh Thánh dạy chúng ta, khuyên chúng ta hãy chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu. Đây thật sự là bí quyết để chúng ta tránh được sự vấp phạm. Tôi đang đứng đây nói những lời mạnh mẽ và tôi tin rằng mình đã nói những lời đúng đắn. Nhưng tôi giả sử ngày mai tôi không còn tử tế như vậy nữa, vì lý do nào đó tôi không còn mạnh mẽ nữa, thậm chí tôi phạm tội, thậm chí tôi chơi xấu với anh chị em, tôi trở thành con người độc ác. Tôi không muốn, nhưng mà tôi giả sử chuyện đó xảy ra, thì anh chị em ơi, hãy nhớ lấy lời của Chúa hôm nay, để đừng nhìn vào cái tay phạm thiên ân này rồi mình tự cho phép mình ngã xuống. Đó là sự dại dột, chúng ta mặc ngươi mặc quỷ. Anh chị biết điều đó không? Nếu tôi làm sai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, và Chúa sẽ có trách nhiệm để dạy dỗ tôi. Nhưng đừng để cho những cái sai của tôi bày ra trước mắt anh chị em, làm cho anh chị em bị lui đi trong đức tin, hay là anh chị em trở nên nguội lạnh, hay là anh chị em sẽ ngã dài và anh chị em buông mình vào trong tội lỗi. Đừng. Tôi năn nỉ anh chị em, tôi cố hết sức trong sự dẫn dắt của Chúa để sống tốt nhất có thể, sống nhân lành nhất có thể, sống có nghĩa, có tình, tử tế nhất có thể, hào phóng nhất có thể. Nhưng giả sử nếu có cái gì đó nó xấu mà nó bày lộ ra từ tôi năn nỉ anh chị em đừng vì những cái đó mà để cho mình bị vấp phạm và vấp ngã và bỏ Chúa và thế này thế nọ. Chúa không có tội tình gì cả. Chúa tốt vô cùng, sẽ không có ai tốt hơn Chúa. Đừng dại dột mà suy nghĩ xấu về Chúa, đừng dại dột mà nói những lời không xứng đáng về Chúa, đừng dại dột mà xa lìa Chúa. Hãy mặc lấy cái tinh thần của bài hát mà chúng ta hay thờ phượng Chúa đó, không bao giờ xa cách Ngài, sẽ không bao giờ đến mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Amen con chứ. Nếu như trong khi mọi thánh đang ngợi khen thờ phượng Chúa, nếu như có tôi tới Chúa nào đó đang giảng với tất cả tấm lòng của mình, và có những ai đó ngồi ở dưới và cứ quẹt điện thoại hay là nói chuyện riêng này nọ, thì tôi mong rằng sẽ không có những người nhìn vào những con người đó mà bị vấp phạm, sau đó tôi không muốn đến hội thánh nữa. Bởi vì cái hội thánh gì đâu mà toàn là những người quẹt điện thoại không, chả ai muốn ngợi khen Chúa, chả ai muốn thờ phượng Chúa, chả ai muốn nghe lời của Chúa hết. Tôi không muốn đến hội thánh nữa, tôi ở nhà tôi giống một mình. Đừng. Thái độ tốt, thái độ khôn ngoan mà anh chị em cần phải thể hiện là gì? Thứ nhất, hãy cầu nguyện cho những anh chị em đó. Có thể họ đang có vấn đề gì đó trong cuộc sống, họ đang bị lừa dối, hoặc là họ đang cảm thấy mỏi mệt và họ nghĩ rằng cái cách đó là cách để họ giải stress chăng?
dù cho như thế nào đi nữa, chúng ta thật sự có một trái tim cảm thông. Mà thay vì chỉ trích lên án và để cho mình bị vấp phạm ở những người đó, thì chúng ta hãy khôn ngoan đủ, thứ nhất để cầu nguyện cho họ. Và khi có cơ hội, chúng ta sẽ cho họ một lời khuyên, một sự nhắc nhở trong tình yêu thương. Amen, anh chị em. Và chúng ta đừng để mình giống như họ. Bởi vì có nhiều người lạ đó, chúng ta nói người khác nhưng mà chúng ta lại làm y chang như vậy, thậm chí còn tệ hơn nữa. Vậy thì nói là cái gì? Đúng không anh chị em? Nhiều người trong chúng ta cứ chỉ người khác nói thế này thế nọ, nhưng mà cuối cùng nhìn lại chúng ta có làm tốt hơn người khác đâu? Không. Tôi không hiểu tại sao ngày hôm nay có rất là nhiều người cứ thích chỉ trích cá nhân. Chúng ta có can đảm thì bước lên và giảng lời Chúa, nói thẳng là cái thực trạng chung để cho mọi người thức tỉnh á, và không sợ cho hổ kiến lửa đó. Chứ đừng có mà chỉ trích cá nhân, đừng có chỉ A, B, C này nọ rồi làm cho người ta mất mặt giữa mọi người hay thế này thế nọ đủ thứ chuyện. Cố tình cứ đi rêu rao anh A thế này, chị B thế kia, gặp ai cũng nói, mặc dù cố để khóa cái vẻ ngoài là chúng ta hãy cầu nguyện những người đó nhé, nhưng mà thật ra là cái cách để nói xấu người khác. Tôi mong 100% những thành viên của HTS hoặc là những người đến hội thánh này thờ phượng Chúa là những con người thờ phượng Chúa thật. Khi tiếng đàn cất lên, khi người hướng dẫn bắt đầu nói là anh chị em ơi, chúng ta cùng nhau ngợi khen thờ phượng Chúa, tất cả đồng lòng hướng về Chúa, tất cả ca hát vang lừng, tất cả sẵn sàng để nhảy múa trong sự tự do, tất cả đồng lòng tôn cao danh của Chúa. Không có lý do gì mà Chúa không hiện diện đầy dẫy ở những cái nơi như vậy, và không có lý do gì mà Ngài không thực thi những dấu kỳ phép lạ của Ngài khi Ngài nhìn thấy những con người như vậy. Sở dĩ những phép lạ thiếu vắng là vì thái độ của chúng ta có gì đó sai, là Chúa đang chờ đợi để chúng ta thay đổi. Anh chị em có bằng lòng cùng với tôi thay đổi những cái gì đó chưa đúng của chúng ta không? Một khi đã bước đến cái nơi thờ phượng Chúa thì hãy dẹp bỏ tất cả những cái thứ bên ngoài, chị. Những cái affair, những cái làm ăn buôn bán rồi chát chích gì đó, rồi đủ thứ, nói chuyện riêng, những chuyện bên lề không dính dáng gì đến sự thờ phượng, làm tôi bỏ đi. Đừng để cho thời giờ của chúng ta ở nơi này trở nên vô ích. Anh chị hãy quý cái thời giờ mà Chúa ban cho anh chị. Từng giây phút một hãy tận hưởng sự hiện diện của Chúa, cũng như những điều tốt lành mà Ngài bày tỏ ở trong sự nhỏ lại của chúng ta, để chúng ta trở về và không còn như trước nữa. Chúng ta trở về có ai đó được chữa lành, có ai đó được kinh nghiệm sự tự do của Chúa, có ai đó nhận được ơn phước tươi mới của Chúa, và tuần sau xung phong đăng ký bước lên đây để cảm tạ Chúa, để làm chứng, để tôn vinh Chúa, để nói những lời của đức tin khích lệ tất cả mọi người. Amen, con chị. Đừng có để chúng ta trở thành những con người mà khi người khác mời mình cầu nguyện mình cũng sợ, mình né tránh, bởi vì mình sống xa cách Chúa, mình đang phạm tội, mình có cái gì đó không ổn. Thì mỗi khi ai đó mời mình cầu nguyện, cảm ơn Chúa con được vinh hạnh đại diện cho hội thánh, dâng lên Chúa Đức Chúa Trời của con lời cầu nguyện, con tin rằng phước hạnh của Chúa sẽ đổ xuống trên con và trên cả hội chúng. Amen, con chị. Cảm ơn Chúa. Đừng để bị bắt phạm. Ở trong những ngày cuối cùng này, có rất là nhiều người sẽ bị ngã vì cớ vấp phạm. Họ nhìn vào ai đó, họ nhìn vào những cái tiêu cực, và họ bị vấp phạm, và họ cho phép mình ngã. Thậm chí họ nói tôi ngã là cũng phải thôi, tại vì cái ông lãnh đạo của tôi, ông có cái này cái kia, ông không tốt cái chỗ này chỗ nọ, tại vì những người tín hữu mà tôi thấy họ thế này thế nọ thế kia. Tôi xin thưa với anh chị em, từ lâu lắm rồi tôi đã học được cái bí quyết này, và tôi đã quyết định thế này: dù cho cả thế giới này quay mặt lại với Chúa, dù cho cả thế giới này đều làm những cái điều nghịch lại với đức tin mà Chúa dạy, thì Chúa ơi, xin Chúa giúp con để con tiếp tục bước đi theo Chúa một cách trung kiên, và con tin chắc rằng Chúa luôn luôn tốt lành, kể cả những lúc con không hiểu. Amen, con chị. Bữa trước tôi có hát cái bài có lời: dù một mình con thôi, con vẫn bước theo Ngài. Không ai đi bên con vẫn bước theo Ngài. Dù một mình con thôi, con vẫn bước theo Ngài. Con quyết không lùi, nguyện theo Giê-xu. Anh chị em có muốn mình là con người như vậy không? Nếu mà ai cũng thật sự quyết định trong lòng như vậy thì ma quỷ nó không lừa được chúng ta đâu, và hội thánh nhất định sẽ vững mạnh. Anh chị em biết là ma quỷ nó thích chơi cái đòn đánh tỉa không? Nó không đánh một cách trực diện vô tập thể của chúng ta cùng một lúc được. Nó bắt đầu lừa người, nó rất là lanh man, nó biết rõ, nó kinh nghiệm đầy mình, không ai kinh nghiệm mà nó ở trong giang hồ đâu ha. Và nó nhìn vào từng người, nó nói ha, cô này chết đi nào, anh kia chết đi nào, tao biết mày rồi nghe. Và nó cho một phát đúng ngay cái yếu điểm của chúng ta lúc bây giờ, là cái chỗ mà chúng ta đang để cho sơ hở.
Và lúc đó chúng ta bắt đầu cuốn theo chiều gió. Và cuối cùng chúng ta trở thành đồng minh của ma quỷ, để rồi chúng ta tự diệt mình, diệt gia đình của mình và diệt hội thánh, và làm ảnh hưởng một cách tồi tệ đến người xung quanh chúng ta. Trong khi đó ma quỷ nó vỗ tay. Nó thích thú khi thấy chúng ta bị thất bại, nó thích thú khi thấy cuộc đời chúng ta bị tàn lụi, nó thích thú khi nó nhìn thấy chúng ta đau khổ, nó thích thú khi nó nhìn thấy chúng ta bệnh tật, nó thích thú khi nó nhìn thấy chúng ta không hiệp nhất với nhau, chúng ta chia rẽ nhau, đầy dẫy những sự xung đột, nói xấu, nói hành. Tôi được Chúa dạy thế này: nếu con thật sự căm thù Satan thì con đừng bao giờ để cho nó toàn quyền, đừng bao giờ để cho nụ cười của nó tiếp tục nở trên môi của nó. Bằng mọi giá con hãy làm cho nụ cười trên môi của nó được tắt đi, và nó không thể thực hiện những điều mà nó muốn. Và hãy để cho ý muốn của ta được hình thành trên đời sống của con, trên gia đình con, trên hội thánh và trên cộng đồng. Đó là cách để trả thù Satan. Amen con chị. Cách trả thù Satan là sống đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời để cho Satan phải thất vọng. Và đó là cách trả thù hiệu quả. Cho nên có những lúc Satan nó tấn công chỗ này chỗ kia. Và tôi công bố gì anh chị biết không? Nhân dân thì sự biết mày nghe nè. Mày càng tấn công vào các anh chị em ta thì ta công bố này, ta sẽ càng cầu nguyện để anh chị em ta càng trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ cầu nguyện để tinh thần hiệp nhất trong hội thánh càng được tăng cao. Ta sẽ cầu nguyện để rồi những người bệnh tật ốm đau sẽ được chữa lành hoàn toàn, hoặc ngay lập tức, hoặc trước, hoặc sau, hoặc sớm, hoặc muộn, cuối cùng nhất định những người tin cậy nơi Chúa sẽ được chữa. Amen. 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 Mày làm cho cái con số nó càng ngày càng ít ỏi đi thì ta công bố trong danh Chúa Jesus Christ rằng con số nó sẽ gia tăng lên. Amen. Mày làm cho chất lượng giảm sút thì ta công bố trong danh Chúa Jesus Christ rằng chất lượng sẽ được nâng cao lên. Chúng ta công bố những điều ngược lại với ý muốn của Satan, và chắc chắn đó sẽ là những điều tốt lắm, thì Satan chả có điều gì tốt lắm cả. Amen con chị. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hãy nhìn chăm chú vào Chúa Jesus Christ của chúng ta, và Kinh Thánh nói rằng Ngài là đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin. Cái từ khởi nguyên ở trong các bản Kinh Thánh tiếng Anh, một số bản Kinh Thánh tiếng Anh dùng từ founder. Founder là cái từ bên ngoài mấy công ty người ta gọi founder là gì? Là nhà sáng lập, đúng không? Có phải không? Tức là người đặt nền móng, nền tảng cho một cái tổ chức, một cái công cuộc gì đó, người ta gọi là founder. Và Chúa là đấng đặt nền tảng cho đức tin của chúng ta, phải không anh chị? Amen. Chúa là đấng đặt nền tảng cho đức tin của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn chăm chú vào Ngài. Ngày hôm nay có thể một số người nào đó là mục sư, là người lãnh đạo, họ đang đi một cái con đường nó hoàn toàn, nó xa lạ với những nền tảng của Kinh Thánh. Anh chị em đừng nhìn vào những người đó để rồi mình bị dẫn dụ, hoặc là để mình bị vấp phạm rồi mình tự cho phép mình té ngã. Không, không và không. Thay vào đó, hãy hướng trọn ánh mắt của anh chị em vào chính Chúa Jesus Christ, vì Ngài là đấng đặt nền tảng cho đức tin của chúng ta bằng lời của Ngài. Amen con anh chị em. Và trong Ngài không có sự sai lầm nào cả. Ngài là đấng vô một, lời Ngài là vô một. Amen. Không có đức giáo hoàng, không có bất cứ một giáo chủ trên cuộc đời này mà người ta gọi là vô một đó, không có cái chuyện đó đâu. Tôi nói với anh chị em là chỉ có Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng vô một, và lời của Ngài là vô một, không hề sai lầm. Amen con anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và chính Chúa là đấng sẽ giúp chúng ta hoàn tất con đường đức tin. Có lẽ tôi không thể làm cái điều đó với anh chị em được, mặc dù tôi rất muốn, nhưng mà chính Chúa sẽ làm điều đó, và Chúa hoàn toàn có thể sử dụng tôi hay ai đó để giúp anh chị em hoàn tất cái con đường đức tin tốt đẹp của mình. Hãy nhìn thẳng vào Chúa và đừng nhìn qua bên phải, nhìn qua bên trái, đừng để bị lừa dối bởi cái điều gì đó, những cái điều mà làm cho chúng ta không còn tập trung vào Chúa nữa. Không, ngay trong thời đại này, ngay trong thời kỳ này hơn bao giờ hết, hãy tập trung vào Chúa, hãy tập trung vào Chúa, hãy tập trung vào Chúa, hãy tập trung vào lời của Ngài, hãy tập trung vào lẽ thật của Ngài. Anh chị em, những gì tốt đẹp đúng đắn anh chị em đã từng học, đừng để phôi phai, đừng để ma quỷ dễ dàng cướp đi, hãy ghi tạc vào trong lòng của chúng ta. Như lời của tác giả Thi 119 đã nói rằng: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Có nghĩa là ông đã tích trữ một cách trân trọng, một cách có hệ thống lời của Chúa ở trong lòng của ông, và đó là cách để giúp ông chiến thắng trong những thì giờ cần thiết. Amen con chị em. Cảm ơn Chúa. Và lời của Chúa nói là Chúa chính là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải Ngài của Chúa Trời. Niềm vui của Chúa đó là nhìn thấy càng nhiều người được cứu càng tốt, nhìn thấy càng nhiều người được giải phóng, được kinh nghiệm sự tự do càng tốt, nhìn thấy càng nhiều người được chữa lành càng tốt, nhìn thấy càng nhiều người được biến đổi càng tốt. Và
điều đó trở nên một cái động lực để cho Chúa có thể sẵn sàng bước lên trên thập tự giá, chịu bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu điều sỉ nhục mà những kẻ xấu xa gian ác đổ xuống trên Ngài. Ngài đã đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng vì niềm vui đã cứu mặt Ngài, vì sự cứu rỗi dành cho cuộc đời chúng ta, vì sự giải phóng cho cuộc đời chúng ta, vì sự tự do cho cuộc đời chúng ta, vì sự chữa lành cho cuộc đời chúng ta, vì sự ban phước, vì sự thịnh vượng mà Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm trong sự công chính của Ngài. Amen anh chị, cảm ơn Chúa. Vậy anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi vừa thấy để không chán nản hay ngạt lòng. Những gì mà chúng ta nghĩ rằng mình đang chịu đựng quá nhiều thì tôi xin thưa với anh chị em rằng Chúa đã gánh tất cả những điều tồi tệ nhất mà người ta muốn đổ xuống trên Ngài, và sẽ không có ai gánh nặng giống như cách mà Chúa Giêsu đã từng gánh nặng đâu. Và Ngài gánh không phải vì tội của Ngài, Ngài gánh vì chúng ta. Còn chúng ta đôi khi chúng ta gánh là vì lỗi của chúng ta mà chúng ta gánh, chứ không phải là vì cái gì đâu. Nhiều khi chúng ta tự đốn, tự phát, nhiều khi chúng ta sai lầm, quyết định sai lầm, hành động sai lầm mà tự mình tạo ra những cái gánh nặng, nó đè nặng cuộc đời của mình mà thôi. Cho nên thay vì oán trách, thay vì để cho những sự tiêu cực nó chiếm hữu lấy tâm trí chúng ta và cuộc đời chúng ta, thì chúng ta hãy tống khứ chúng nó ra, và chúng ta hãy nghĩ đến sự hy sinh cao cả của Chúa, nghĩ đến niềm vui đã trước mặt Chúa, và chúng ta hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con cũng muốn học điều này, con cũng muốn có được cái niềm vui như Chúa đã có, và vì niềm vui đó con có được động lực để có thể tiến lên trong cuộc sống, vượt qua mọi rào cản, và con có thể cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, con trở thành một con người ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Qua cuộc đời của con, nhiều người sẽ được nghe lời của Chúa, nhiều người sẽ được cứu rỗi, nhiều người được giải phóng, nhiều người được chữa lành, nhiều người được biến đổi cuộc đời, nhiều người đến lượt họ trở thành công cụ sắc bén trong tay của Chúa để cứu thêm nhiều người khác vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Anh chị, anh chị em không cô đơn, Chúa luôn đồng hành với anh chị. Và có ai đó là người tin kính Chúa, có thể họ không nói ra, cũng không có cơ hội để nói chuyện với anh chị em vì anh chị em né tránh họ, nhưng mà họ vẫn đổ nước mắt cầu nguyện cho anh chị em. Không chỉ cầu nguyện cho những người tốt, cầu nguyện cho cả những người xấu, những người đã có thái độ cách cư xử không tốt. Anh chị em không cô đơn, Chúa dự bị cho anh chị em có những điều kiện nhất định để anh chị em hoàn toàn sẽ đứng lên và chiến thắng, và có thể hoàn tất cuộc đua tốt đẹp trong cuộc đời của mình cùng với những anh chị em. Hãy đứng lên và cầu nguyện trong giây phút. Mỗi người chúng ta chủ động đến với Chúa, đừng có ai đứng một cách thụ động, đừng có ai đứng một cách vô cảm. Như tôi ước ao rằng tất cả chúng ta đều chủ động đến, nhiệt tình đến với Chúa cách cá nhân. Hãy cầu nguyện đi anh chị em, hãy cầu nguyện, hãy thật sự cầu nguyện, hãy thật sự cầu nguyện. Nếu như anh chị em chưa bao giờ thật sự cầu nguyện thì đây là lúc thật là thuận lợi cho anh chị em. Và nếu như anh chị em đã từng là những con người cầu nguyện nóng cháy mà vì lý do nào đó nguội lạnh đi, thì anh chị em bây giờ là lúc để trở lại, đây là lúc để trở lại. Chúa đang giang tay chờ đón anh chị em. Chúa không muốn nhìn anh chị em trong tình trạng tiêu cực đâu, Chúa không muốn nhìn thấy tình trạng gia đình của chúng ta hay hội thánh của chúng ta có những sự tiêu cực đâu. Ngài rất muốn giúp chúng ta, nhưng mà thay đổi chúng ta như thế nào để Ngài có thể giúp chúng ta đây. Thank you.
của ai đó anh có những sự tổn thương cay đắng, thì chúng ta bị bắt phạm để nhìn thấy người nào đó khác cũng như những công việc gì đó không tốt đẹp đang bày ra trước mặt chúng ta. Anh chị em hãy đừng để ma quỷ lừa dối thêm nữa. Ngày nào mà sự tổn thương cay đắng còn trong chúng ta, ngày đó chúng ta vẫn chỉ là những tù nhân, chúng ta không thể sống đời tự do, chúng ta vẫn thấy cuộc đời mình ngột ngạt lắm, mệt mỏi lắm. Lúc mưa lúc nắng chúng ta không ổn định đức tin của mình. Anh chị em ơi, hãy nhân danh Chúa Jesus Christ cầu nguyện khước từ hết tất cả những sự tổn thương cay đắng, tất cả những quyền lực của sự tổn thương cay đắng, khước từ hết. Hãy công bố sự tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta, và hãy lòng dạng lòng rằng từ đây trở đi mình sẽ không nhìn vào con người để mà bước trong con đường đức tin, thay vào đó mình nhìn vào chính Chúa Jesus Christ. Và nếu mình nhìn vào con người thì mình nhìn vào những khía cạnh tích cực, mình khôn ngoan, mình chọn những người tích cực, mình chọn những khía cạnh tích cực mình nhìn, chứ không phải đào bới những khía cạnh tiêu cực. Amen. Chúa ơi, lòng của con ao ước những lời xuất phát từ tấm lòng của con sẽ không trở nên vô ích, nhưng có ít nhất một người nào đó trong căn phòng này họ rung động trái tim và họ có một quyết định đúng đắn ngay trong thời giờ này, một quyết định liên quan đến chính cuộc đời của họ, đến gia đình họ, đến hội thánh, thậm chí đến cả cộng đồng. Và con khao khát được nhìn thấy mỗi một người nam, mỗi một người nữ trong hội thánh này kinh nghiệm sự tự do thật của Chúa, kinh nghiệm sự khỏe mạnh. Con khao khát 100% các anh chị em trong hội thánh này là những người thờ phượng thật, những người mà cha tìm kiếm. Con khao khát rồi họ sẽ không ở dân trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng mà họ sẽ là những người phục vụ Chúa thật là kết quả. Họ càng phục vụ Chúa thì phước hạnh càng đổ xuống trên đời sống của họ. Họ sẽ không phục vụ một cách miễn cưỡng, phục vụ mà luôn cảm thấy nặng nề giống như là ai bắt ép, nhưng họ sẽ phục vụ với niềm vui. Họ sẽ phục vụ vì ý thức rằng Chúa đã yêu họ, đã xả thân vì họ, thì họ cũng bày tỏ lòng yêu mến với Chúa, lòng biết ơn Chúa, và họ tin rằng khi họ phục vụ thì đời sống của họ càng trở nên giá trị hơn, và họ sẽ đem những giá trị đích thực đến cho những cuộc đời khác. Con không thể làm cho người ta yêu thương nhau hơn được bằng những cái lời bất toàn của con, nhưng con biết rằng Chúa có thể làm được những gì con đã thể hiện bằng cả đức tin và tấm lòng của con, dù cho nó có khiếm khuyết. Chúa ơi, xin Chúa hãy lấp đầy những chỗ khiếm khuyết của con, và hãy làm cho anh chị em của chúng con từng người một bắt đầu thật sự thay đổi. Cảm ơn Chúa. Con khao khát một hội thánh bừng lên trong sức sống hơn, một hội thánh càng ngày càng phát triển thật mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, một hội thánh mà chúng con không chỉ thờ phượng Chúa tại nơi này, mà chúng con có những cái kế hoạch được ủng hộ bởi tất cả anh chị em để chúng con ra đi và rao truyền phúc âm của Chúa trong năng quyền của Thánh Linh. Con tin rằng Chúa nhất định sẽ hành động. Ngài thấy những giọt nước mắt của những con người chân thật đổ ra, và Ngài đựng từng giọt nước mắt vào trong vé của Ngài. Những dòng nước mắt đó sẽ biến thành quyền năng để thay đổi hoàn cảnh mà chúng con đang nhìn thấy. Con tin điều đó. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin nhắc nhở chúng con để rồi chúng con nhìn vào chính Chúa. Chúng con không nhìn vào những sự tiêu cực ở trong thế giới loài người để rồi chúng con cảm thấy chán nản, chúng con mất đi động lực. Nhưng chúng con nhìn vào chính Chúa và nhìn vào những con người tích cực, nhìn vào những cái điều tích cực để rồi chúng con có thêm động lực mà bước tiếp Chúa. Xin giúp chúng con để chúng con cùng nhau hoàn thành cuộc đua tốt đẹp đang bày ra trước mắt của chúng con, để tất cả chúng con đồng loạt về đích với nhau trong sự vui mừng của Chúa và của gia đình Chúa. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi nhóm hôm nay. Con tin rằng buổi nhóm này định lợi, mà mỗi một con người quay trở về sẽ không còn những điều tiêu cực như trước đây, sẽ bắt đầu có sự thay đổi tích cực. Con tin điều đó Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con xin dâng mọi sự vinh hiển cho Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.